bốn luật sư tài năng. Dù giết cảnh sát đây chỉ là một màn kịch thôi. Bốn tính cách khác biệt. Ông còn kiếm chuyện nữa, tôi sẽ kiện ông tội cản trở công vụ. Quý hiếp chúng ta phải không? Vượt qua mọi rào cản để bảo vệ công lý. Tôi khẩn xin bồi thẩm đoàn phán xét thân chủ của tôi vô tội, để thân chủ của tôi được sống một cuộc đời mới với mẹ của mình, một cuộc sống đúng nghĩa của con người. Đón xem Chân Tướng phát sóng lúc 21 giờ hàng ngày trên kênh TV Star SCTV 11.